Dạ, con bạch sư, một người vừa giảng chánh pháp vừa lại rao giảng tà pháp không đúng lời Phật dạy thì nghiệp quả sẽ khuynh hướng chỗ như thế nào ạ? Thì nó cũng là một cái giống như là một cái người tạo một cái nghiệp phước, xong là lại tạo một cái tội, vị đó vừa tạo phước vừa tạo tội, thì sau này vị đó sẽ hưởng phước mà nó đi kèm với lại cái tội, thì có lúc thì vị đó sẽ được hưởng cái phước này, có lúc vị đó lại gặp những cái tai ương bất chánh, những cái điều rủi ro bất hạnh, nó cứ xen tạp lẫn nhau như vậy, thì đấy là nó có hai cái khác nhau vậy.